Và số sau đấy dân dương bằng to mê riêng là bao dương tiết cư unit 7 trong nón chướng cái đạt tha going on a tour nghe và going on a tour nên là ca thua đầm nà cầm sàn nè và chẳng ca thua đầm nà cầm sàn đi trong vậy tha cầm sàn chỉ lạc nạ bạp tế xó và thua nâng chẳng nhưng mơ nằm ở quán và activity 1 cái đạt tha a read the brochure dân anh tha brochures read the brochures what is it about cho an là khát ban và brochure nó khát ban á những clock khơi như cái chai chỉ khát ban chai chai ở dương mưa nó cái đá ấy nó anh nó bài cái brochure nó và an nơi khát ban ta viên thì dây ông pi ở vầy nè what is it about mà chắc như mưa khát ban và kia nè dây pi ở vầy dương mưa cái miền day one day two dương tới nè mà hay day three day four năm năng ở đây dùng mơ day one và day one mẹ rụp hiệp nữa nè rụp hiệp ấy cái tập thẻ mà hay mơ tập bọt cái tới vô bằng thảm tiệt tập hai dân cặp chẩm nằm bị nào bà bãi cặp chẩm nằm tổ riêng nè mà hay cổ an dư dư hay đạp toán hiền an tới chẳng day one tha get up early we collect you from your hotel nhé at 7:30 a.m. and take a lovely 30 minutes lovely 30 minutes drive to the San Monirum coffee plantation và plantation nó chấm cá mà coffee plantation chấm cà phê you learn how the coffee is grown and you test it for yourself they sell boxes of coffee if you like some to take home chẳng cụ translate này vô đi sân á chẳng cái tham mạch day one nó cái bạp tha cái crowd people lắm mà dương crowd people lắm hay dương từ giờ nè mà collect nó đa vào màu dân á từ giờ nè dương từ giờ nè pi sân thạc kia nơi màu bằng pi sơ thi màu bờ gà lạc bật nắng hai chùm này pê phải dư xam sắp nịt tì để bạc bò tứ tên là từ chùm ca cà phê nơi ai sàn mô ni rùm nâng nế mà ấy nế nâng riêng đồng pi đồ bia đà cà phê nâng tờ bàn đám đỏ hai nè nè lụa viên đầy khuôn ai nhé mà test test nế lụa đấy test they sell boxes of coffee và if you like some to take home thì trong prap tha ok lụa cà phê cho bỏ ọp và sân bà nè lụa cà phê nó mà bỏ ọp á sân bà nè trong trong bàn khá cho tập tè nè mà chẳng như trong bán như ai tính tất cái lụa bỏ ọp nó ăn tình đây bình nì nè mình nên chẳng bây giờ mưa to tiết thằng cao ní mà cái đạt tha at 10:30 we set off in the air condition minibus mà for the 30 kilometers drive to the Busra waterfall nè mà Busra waterfall waterfall tập lệ enjoy beautiful views mà view this people it's a lovely place for a swim so bring your costume and a towel costume nó xong rồi ông bẹt nè và costume hay nâng towel nâng cơ sai nhé mà cơ sai của cô yên nâng và towel nè chứ người ta nâng mau mà anh mong đọc cả lá dương trên nằm nả mà dương trên nằm nả tại tam lan cống đại miên mà xin được chết nè trên nằm nả tam lan cống nó dạ bê bà hai chi sam sắp cổ lâu mai để thử bạc bò tờ nè sam sắp cổ lâu mai bạc bò tờ lại tập lẹ bù xa nâng nè mà hay đi đi giờ mình enjoy nó đi 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 cho mỗi nâng tê sập hiệp đó xa xa át và ví cái chi cần lại để cô ở xa lãnh và xâm đạp ca hai tập mà được chứ nãy dương à dương dọc 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 xâm hai nâng cần xa anh tê chứ mùi nhé dòng phép chẳng á được chứ nãy nè được chứ nãy dọc cần xa anh dọc xâm hai nâng cần xa anh tê bỏ nè anh tê chứ mùi nhé mà after lunch we go to the Putang nè, Putang ethnic village mà Putang ethnic village meet the Bunung và meet the Bunung people who
live there và learn from them about their culture and way of life and maybe learn a little of their language. Chẳng như mà bạn tốt bì à hà thay trắng mà tốt bì nhằm bài hai trắng ấy. We go to the Bhutan ethnic village. Dương tớ phùm và phùm chung chiếc phía tịch Bhutan nắng. Mà tớ lên là phùm chung chiếc phía tịch Bhutan. Meet the Bunong people who live there. Hay dương à chụp mấy. À chụp chỉ mùi nâng chung chiếc phân đồng đấy. Mà Bunong nó chung chiếc phân đồng á. Mà chụp chung chiếc phân đồng đại rụt nơi tí nụ. Mà learn from them about their culture and way of life. Và culture và bà thò, way of life nâng là được biết rụt nơi. Ai riêng mạch bà riêng bì bộ kê ẩm bì bà thò hay nâng được biết rụt nơi được bà bộ kê nét mà. And maybe learn a little of their language. Mà hay ai riêng nằm bì phía xa riêng tích tuổi bì phía xa bà bộ kê phong đài dạng tài nét mà. Riêng bì phía xa bà bộ kê tích tuổi nét. Anh ấy đề vốn á, mà chẳng vô lời mấy sợ một vĩnh. Ta bốn cái chân nằm nà, cái đà vào mồ, thì hãy chân nằm ná, tam làn cồng. Nè, đây, chân nằm ná tới lành cà phê, nè, lành chụp cà phê á. Chụp cà phê hết, những ai lụ phê, ta bị chân ban khuế, những ai tính tới cái lụ vọc ọp. Hãy tòm tiết, nơi màu đọc là nắng, cái chân nằm ná, tam làn cồng tới, ta tật lẹ bù xà, nè, mà. Nên cái ai hai tật hãy bàn nhân tư, giờ sẽ niệm bẻ tư. Hãy tóm tiết nhằm bài hai trang hai nhé. Khi ta lên nơi phùm chương trị phía tịch. Này nơi phùm chương trị phía tịch nâng miền phân đồn, miền này chương trị phân đồn á. Mà hãy ai riêng làm bì vọp thoa, bì bì bộ lùn nơi bọc của kê, dạng mạch dạng mạch dạng tớ nế. Mà hãy ai sẽ đạp phía xa cái gì mà chẳng những lọp đăng á nế. Nè lọp tên lên đăng này. Mà. Lớt day 2, mà nhằm bởi day 2. It's an early start again as we take you to Mondulkiri. Ani bat so di mui na ba jeung mi nei tha M O N D U L na K I O I na anang keu Mondulkiri ba Mondulkiri protected forest na. Go on 2 hours easy track with a local guy nang mek ko te te sho knong srok ma. Mà mẹ có tên nông sọc nâng, nè nóm phá á. And learn about this important natural environment. Mà chắc tình nâng miền này thầm mạch. Khi chàng bạp thà, bia cư chì, bia cư chì, ca chạp đàm bì bà lấm đài, nè bê đài dương, dương tự dấu nè. Nè bê dương, dương dọc nè, tử, tử ná, tử prey đài ca pì, prey đài ca pì nâng này mà đôn kỳ rì nè, mà. Hay bằng to dạ bê bì màu, cô ổn nóng bằng to nè, bằng to dạ bê bì màu nè. Đa lên chỉ mùi nâng mẹ có tê, khăn ông sọc nè. Hai riêng làm bí, bà đi than thòm chiệt, xung khăn đi phong đài, natural lắng thòm chiệt, environment bà đi than nè, như anh ta environment nè, bà than thòm chiệt. Anh ấy để thu vào nâng nè, to tiệt. Mà 4-day tour of Mondulkiri and Ratanakiri nè nè. Nè Mondulkiri sẽ cho em trời nè. Nè bắt sọt đi mùi nè cái nhé. Mà. Cái chìa, anh ấy cái phép này 4 tháng ngày nè. Thôi đồng nào 4 tháng ngày từ Thế cho nè đa lê nâng Mondulkiri nâng. Đồng nào làm sao nâng Mondulkiri hay nâng Ratanakiri nè. Mà. Day 3, và to tiết. Anh ấy để thu ha. Ồ, đầy thu cái mà to mà khăn đi thiệt này. Mở, ồ, tập bắt năng ta. À, đi đầy sri đấy, nó như mở đầy sri. On the way to Ratanakiri, enjoy the views of rubber plantation. Và mẹ nói, nơi tam phlâu từ Ratanakiri nâng. Rị đi ấy chỉ mùi nâng tê sập hiếp. Mà nơi trồng ca cái xù, đấy. Rubber plantation nâng trồng ca cái xù. Mà in the afternoon we go to Yalom Lake mà nơi pê rơ xiêl dương tới lên nơi băng Yalom nè Yalom Lake lake băng nè mà những xe chăng hiện chân nam so xe hông đi chmua chim sa la tăng chung băng Yalom ở đằng xe mạch xe chăng Yalom Lake chăng mà nè băng băng Yalom chăng băng Yalom nên nè mà nè mơ tam đằng chăng mà ở vô đằng hông nè you have
another opportunity to swim. So bring your costume again. Nè ai miền nè nâng miền ở cả mùi tiết nâng cả hai tật nè đầm bay hai tật đối chứ nè giờ ấy giờ xâm lượng bẹt bọn nè tầm đồng tiền nè mà you can also watch the fishing birds catch their lunch while you are enjoying the mountain scenery mà nè ai mưa lấy mưa sạch chập trầy nhé mà mưa sạch chập chầm nấy nhé bỏ bộ kế nơi khả nạp bê để nhé rị đi nơi tê sập hiệp bây phần phòng này nhé mà xin rí tê sập hiệp mà gò tu sân này hiệp nhé nhé mà bọn thêm phần nùm nịa băng nhạc láo mẹ khơi nhé rụt băng nhạc láo mà nhưng mưa tỏ tiền máu. After relaxing picnic lunch, we go to the Phnom Dok Kromom Mountain. Yeah, mà tập bơi thì bạn sẽ đặt Phnom Dok Kromom mấy dân bạn đặt mountain này, rồi cô dân sẽ Dok Kromom Mountain chạy mòn chẳng á mà sẽ thấy còn chẳng ngân hà là biết được sẽ cục bạc chẳng những ai sẽ thá Phnom Dok Kromom mà rồi cô dân sẽ bài đầu tiết tiếng thá Dok Kromom Mountain sẽ chạy các bạn này nhé mà chẳng bắt đầu bị ca sầm ra hà thay tròn nhé để các bạn picnic màu nắng dương tư lên nơi Phnom Dok Kromom. Enjoy incredible sunset. Incredible lắm mình cua chưa đấy mà đập sunset nó ấy ngày lịch. Và view of the forest around Mondulkiri from the wonderful high viewpoint. Anh ấy để thu với kế nè mà để thu nè chúng mình đề thu ấy là từ này nè đề thu từ phần này mà đề si mình cho phần này chúng mình đề thu vào cái phần này nè chẳng cái từ liền bài nắng nhưng mưa tới mà đi thì viewpoint mà this peep đôi khi này nè viewpoint wonderful lắm ấy ở trà nè mà this peep buộc buộc ở trà nhận tới day four nhưng mà day four đầu tiên nè day four thì mình spend the whole day in Virat Chai National Park đấy mà bên đây thằng mà chấm nái pe bên mà thằng ngay nhà nơi nơi ai suôn ocean chiết về đã chơi nữa mà you can choose what to do mà dân ai chưa rước nào vậy để dân chọn thứ đôi chị ấy relax sầm rá and enjoy the fresh air đi đi cho mùi nước cho cả bò sót nhà cho thòm chiết chẳng á fresh air thòm chiết bò sót go on a trek và đi lên một cái nia and look for the wild animal và hay mưa sắt prey nè wild animal sắt prey in the park nơi trong sườn núi nè or just take a slow gentle walk around and take some photos to show your friends and family nè mình này thầm ấy nơi nơi trong sườn núi nữa có còn ta đài lên để nó phép phép á đài mùi mùi giống á chẳng phải như vậy giống á hay take some photo nó này thọt rụt khá khá làm bây bằng hai mật phê hay nâng khổ xa nhân tờ này thọt cho ụt kia nhân tờ in the evening này bây là nghỉ thầm mấy bệnh bây là nghỉ we finish our trip nâng tour nâng mình này được kìa nè dương ban bằng chọp mình này nơi bây là nghỉ dương bằng chọp nơi đầm nà cầm sán nơi ai ná at the what mà what Aran Temple và nơi Prasad Wat Aran nhé. And the famous recycling Buddha nhé. Famous nó là bày bán hay recycling Buddha nó mình là gì mấy. Và mình này thà Phật Đề Ma nhé. Và Phật Đề Ma nhé nhé. Và rụt Phật á. Và nó khá recycling Buddha. Nì 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 rụng trẻ nhé. Mà mới rụt khơi nhé nhé. Day 3 chọp á bà chứng nhưng day 1 day 3 day 4 bà chọp ấy mình day 4 4 tháng ngày chứng là làm sao cái 4 tháng ngày mà nhưng này mà nhỉ tháng ngày tí mùi thứ ấy tháng ngày tí pi này mấy khá mà tháng ngày tí bay mấy khá ngày tí 4 mấy khá nhưng mà lần bình mà đấy chọn cho bà nhưng mà to tiết B answer the questions cho lao nó dùm nô tiền lại ní mà chứng mùi dùm nô tí mùi
On which day do you need to bring your swimming costume? À. Ta nơi thằng ngày ná đây nè, thời ca dọc xung lượng về hai tắc tờ dù mùi nhé. On which day can you go for a trek? Ta nơi thằng ngày mùi ná đây nè, tớ đào liền dù mùi nâng nè, mà go for a trek. What can you see in your lòng lệch? Ta nè ai tôi sẽ là được còn khơi nhảy khá nữa bằng nhẹ lòng nữa. Where can you learn about the local people in the ethnic village? Mà ta nè ai riêng ông pi chỉ chân nơi khả nông đồng bọn nâng nơi ai phùm chân chuyện viện tịch nâng nơi cả lại nà mà đến nơi là nè. Where can you see good views of Mundulgiri? Ta nè ai mơ tu sân na nè si nè bên này mình tu sân na được có mơ nơi tây sập hiệp đó nằm đôi kỳ nó là cái này nè mà chẳng gì mơ nên là khác này khám đôi kỳ nè where can you buy something to take home mà ta nơi cái này nè đây nè ai tình vậy vậy giờ tập tiếp bản à giờ tình nè nè chọn chỗ chẳng á tình ấy là điều tiền nó tình nên là đấy chơi sầm nuôi từng món ta mà dạ brochure chẳng hàng lứa day one day two day three day four nằng đấy à chẳng sợ bong hiện chơi sân máu chạm tí tiết phụ đo chậm lại ấy đam mới check đấy mà và chẳng một to pì thôi hái dừng à check mưa ta nữa mà chẳng nơi thằng ai nạc là dừng à giờ sầm bẹt từ hai tập nắng cứ ngày ná day one and day day three nữa mà cho on which day ta để nè là từ day 2 and day 4 này dùng ta đào liền nhé và day 2 day 4 nên cái ta đào liền ấy nhưng day muốn năm three fishing bird nhé năm three dùng ai chơi thả fishing bird nhưng dùng ai từng từng mưa sạt sạt chập trầy sạt chập trầy nên nên bằng nhà lào nhé mà number four cứ culture way of life hay nâng language mà chẳng ai riêng làm pi bởi chỉ chân nơi có nơi không sọc nơi ai phùm chân việt vị tịch nâng nhưng riêng làm pi ấy là vì phụ kỳ nó riêng nơi gọi là nó riêng tìm mỗi cứ vào bọc thỏa đấy culture riêng tìm pi cứ way of life được biểu đủ nữ thì bấy language vị phía xa đấy mà number five và ta ấy là cứ phnom đọc cả mồm đấy đọc cả mồm mountain à, nhưng mà à, tế hiệp này khen đồ gì nâng nữ đọc cả mồm number six mà chẳng San Monirum Coffee Plantation chấm ca cà phê San Norum đấy mà những ai tình giờ tập bán cứ tình cà phê này nó cái lộ mấy cái lộ chia bỏ ọp mà chẳng và bạc xây sọc cà phê đấy mà cái lộ chia bỏ ọp ọp chỗ number two match the vocabulary from the brochure with the definitions. Cho Google website mà Google bịa nó bị cắt tập bản nó chưa mới nâng dùng này nè nè anh ấy nâng dùng này anh ấy chưa bịa cái ao này miền lake lake cái lake bằng mountain mà mountain phnom plantation trồng cá mà được có cá đam đó Buddha cái Buddha và Buddha cứ Prapot mà đọc về Buddhist Buddhist Sasanic mà này căn Sasana Phật mà and temple temple cái những còn lưu cái gì ta temple Angkor Wat temple nữa mà cái bà Prasad nhé mà Prasad protected forest mà protected forest nó cái chẳng vậy tha prey là cái cà pía mà prey ham khoát á chẳng mình chế mình nên chẳng á mà protected forest National Park và Suôn Suôn Ocean Chiết này và Suôn Ocean Chiết Ethnic Village và Phum Chôn Chiết Phịa Tịch này này và Ethnic Village Phum Chôn Chiết Phịa Tịch Waterfall cái và Tật Thẻ này Tật Thẻ chúng ai hạt thưa sân mớ này và thưa sân tới tóm tiết trong cuộc đo chậm lại đã mới check mở này mà lần này cái đặt number one is that my people grow a lot of
one thing there, such as tea, sugar, or pepper. Chúng ta chỉ chuẩn nâng có đàm đỏ nâu a lot tràn, a lot of nâng tràn, a lot tràn nâng châm nào mùi nâng tí nốt đôi chì ấy kế. Miền thí, miền tái, mà tái hay sugar, score, mà miền miền nâng châm nào nâng miền tái, miền score, miền pepper, mà pepper ấy kế, mà rịch nè, pepper. Two cái thằng mà you can climb to the top and see from very high up. Nên ai lang tới lơ cầm pu, lang tới cầm pu hay mơ bị tì khu, nè tì khu mà. Number three, a protect place with lots of natural, a nature for people to enjoy. Mẹ đầm bàn ham khoát, mà protected place đầm bàn cạp. Cái cà phê rồi còn cái ham khoát nâng chỉ mùi nâng thòm mà chiết chỉ tra anh sập mà nô tầm bay rì rì nhé mà enjoy. Four, this is also a natural place. Mà ní cứ chỉ tì cái loại thòm chiết phong đái. Where you are not allowed to cut the trees. Chỉ cái loại thòm chiết đèn nè mình ạ này nhạt ai cắt nơi đám chơi tì nâng ấy kì nâng nà nè. Five, an area of water surrounded by land. Đầm bàn để mình tắt không bọt từ đời đấy, anh nghe hay kì nữa mà. Six, a place where people with a different cultures and language live. Nè mà. Cái lãnh đài mình nụ. Miền bà bà thò xanh khí hay nâng phía xa xanh khí nè. Phía xa rung nâng dây xanh khí. Seven, you can see the water come down from high up. Nên ai mơ khơi tật đài mơ chọc đài tật thả lẹ mà khổ mà. Chênh bị tì cụ chẳng nhớ nhá tật thả lẹ bị lừa mà á. Nâng anh chị. Eight, he is a religious leader from India. From the 6th century AD, AD Anno Domini, nè, mà. Cốt cứ chia nè đặc nòm sát nà trên màu bình đía, mà. Cứ chập tăng bì sát tà vọt đi bởi mùi, nè, mà. Này cứ sạc đại. Nán, this is a special place for religious people. Ní cứ chia cần lại bì xe, xâm rạp, menu đại cơ rụp nơ sasana nè mà đi bà dân phúc cơn máu miền bịa tăng o nắng nịa pi buôn bùm mùi bùm bay bùm buôn bịa nắng nhau phúc cơn cho mùi nâng dùm đầy ngọt nâng hạt xạo bóng phơ sân mà nè mà tích tiết trong cụ đã chậm lại ấy đầm mà chạy mớt vô trời bàn phà màn chẳng á mà và nếu chậm lao cho những ai check chậm lao tạm năng chẳng mất á và number one cứ plantation, number two cứ mountain, number three national park, number four những đã tha protected forest, number five lake, number six ethnic village, number seven waterfall, number eight Buddha and number nine cứ temple nè mà hay những mơ three ní bà năm sri yung ai work in pairs complete the sentences ya cho thôi ca chỉ muốn đại cụ nưng bấm pin nư bự dục này mà nè chẳng vậy thà ở riệp trên gì bự dục á mà ưu đi hó go coffee plantation taste coffee chẳng những riệp bàn chế go to the coffee plantation and taste the coffee chẳng mà nè nhà anh ấy number one yung này dry busra waterfall go swim to visit Putang ethnic village, learn local people. Three, go for track local guide Mundulkiri protected forest. Four, see amazing view. This peep the Kui Ocha amazing. Phnom Dakramom and swim Yalom Lake. See fishing birds. Bị tiếng Anh sẽ là chơi ai ở miền bị bà tỷ nhé mà chẳng những riêng là riêng bia chơi nhẹ đối ưu thì họ về dân máu
nhưng mà nòm dân máu và chấp đàn thờ thì điên cục đòi chùm lòi ỏi nè ba phần top pi thơ an ở vọt hai a check chùm lòi tam năng mắt á nè number one nha try to bootstra waterfall and go for swim recall go swimming dân tơ nè number two visit the Putang ethnic village and learn about the local people number three go for a trek with a local guy in the Manukuri protected forest number four see amazing views from Phnom Chakramong number five swim in the Jhelum lake and see fishing bird number six go to Wiratchai national parks and relax go on a trek or take photos seven visit Wat Arun temple and see the famous recycling Buddha yang ma na ma ni activity 3 yang thua hai tieng tam nang kho kai lam dau tam nang ma na hay yang chou dol activity 4 listen to Kanya Visma and Main talking about their trips to Mondulkiri and Ratnakiri who did each activity chung ai sdap từ đọc vì cả nhà thì Sna hay nâng mê nâng đi dây ẩm phí tầm năng cảm sản bọc kỳ của kỳ nâng từ khán đồ kỳ hay nâng rạch nạ kỳ rì ta sẽ cam phiệp mùi nâng cư đàn nà nè nà nè cái dây cam phiệp nè nè chỉ bỏ nè nà khá là ế miền hạng bột souvenir và tình bàn tình nụ sao vô quật thổ nụ sao vô rí bí talk to local guy và nị dây chỉ mùi nâng chỉ chung nông sọc nâng nông nằm bán nắng see learn to cook new food riêng nằm bì chấm ăn hộp mấy mấy nè đi climb a mountain làng mặt làng lực núm e went on a trip đã lê nhân tới f take photo of waterfall thọt rút tật lẽ g took photos of bird took một bit take nắng nè và mình là thọt rút sạch slap và h swam in cold water ban hai tập nó không tập tập chết I learn a new language mà ban riêng phía xa thamay mũi chế saw clothes being made mà saw nó bị xì nâng đấy ban khơi bị ai dân tới anh ấy sạp đấy chăm mơ bị đau mũi tiệt mà nữa là nick cụ chập cụ bài bị đau listening là listening đã bị đau mũi tiệt chẳng chăm cho tôi sạp nữa nông video tiết ác click này nông description nâng tất khơi nhảy vì video listening nâng nè mà chợt listening nâng hết đạp mới dân thua lòng hạt nâng màu nè mà thì dân ác bộ bài chẳng nghe xua của mọi bền về dù á đạp dù chẳng nghe nó đạp nụ tờ bởi ác chẳng thua tình năng tế chờ tế mà lòng tình năng tờ nè mà chẳng đồng bài đạp nơi gọi nâng bán từ mưa video mùi tiết được cầu hợp khơi click này nông link này nông description nâng cũng đã ỏi nè mà chứng dương châu và tọp tiết đó lại nít ha lại listening đôi kia nắng nè mà dương vô activity nắng vô mà ta xây tình năng là bị đạp từ nè mà lệ mùi từ cho mùi A, B thầy C nông nông màu hãy B ta listening listen to the recording again các đạp đầu tiết listen for sequencing adverbs in the box nè đạp B nè lụm đạp này côn kệ giá nắng á mà which adverb do we use to show the beginning, to move on the next thing, and to show the end? Nà, ta côn kệ già ná đại dương pra đồng bày bằng hành về chập đám, pra đồng bày sẽ bằng tọp tiết hay nâng bằng hành pi bằng chập nè. Write in your notebook chẳng những xe màu nè. Mean next first, after that, lastly, first of all, finally, afterward, then. Chính những mưa từ adverb nát để từ vào chẳng gì ta điệp viết tâm là đập đối phật từ bồn kế thì còn nạch từ bồn kế chẳng từ nào tọp 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 màu nè chẳng beginning nâng bị là để phở beginning nè bị chập đàm hay bị moving on nâng bị để thở phở mình em mình tọp bị beginning nâng cứ gần nâng nè tọp bị nâng hơi tiếp mình chọp nè 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 lẽ cả nạn đôi dương sử dụng nâng sầm đề khám ai dương nữa có đàm tu chọp chẳng á thở phở adverb là khá năng á cái ở điện quả dân chân nó bị dân đập tới dân lười anh là cái pra muốn những đặt đi mà bị cái niềm đấy mà hay pra cái đa cái đặt nè hay bị trong khỏi tốt bị trong khỏi mắc cứ đặt thành năng đấy xe
nơi nông listening nâng này và hãy cứ cho làm một file ní work in pairs and take turn describe the tour student A talk about day one and three of the tour student B talk about day two and four cái tham mạch ai thua ca dùng đại cụ nâng people ní ông pi đầm nà gầm san nâng nà tê cho nâng sơ A nâng nì dây ông pi day one hay nâng day three nâng hay sơ B nì dây ông pi day two nâng day four mà dừng dây bẹp đi tụi nhầm mò dân tờ nì ưu tì hỏi ở điên pra adverb mà nâng first of all you are collected from the hotel early in the morning ta chỉ vật thầm nó nè nâng nè trở bàn kê tì dược chanh bình thà kia nư bì bà lâm nơi bật vào lâm nắng hai bật tỏa máu and then hai bật tỏa máu you go in the minibus to San Monero Coffee Plantation tỏa máu nè từ nè làng y làng krong từ chấm ca cà phê San Monero nắng mà hay nè ai phụ nè you can taste the coffee there and buy coffee to take home mà after that chẳng tới đấy nè ai à, lụa cà phê tình nó hỏi tình nhé bài đi ở à, tới đã b o u g b o u y nhé bài bài tình nhé mệt bài này tình đấy à, but after that đom tiết mình chẳng dây tam lần chẳng mà đấy mà hãy vô lên đấy mà hiện thưa tới mà bữa thưa tới ai à, skip lo nó các bạn này Number six, imagine that you went on a tour described in the brochure. Cái sự mà sự mai mơ tha ta nè, bạn đâm nà cầm xa nâng ạ, bọn đi em bì khá tạ bàn nâng nè. Write a message to your friend. Say chỉ xa tới mực bọn nè, bì bọn đi em bì cá thơ đâm nà để cho xa nâng nè. Say cho nâng phần xe nè, cái lùm đoam sẽ xe xe chẳng á. Hi, Vanna, last week, my family cả sắp đàm môn của xa bạc nhóm hay nâng khiêm nâng had a great time miền bèo lì lọ cha mùi we went on a tour of Mondulkiri and Ratnagiri for 4 days dương bàn từ lên nâu thôn nào sàn từ lên nâu khăn Mondulkiri hay nâng thôn Ratnagiri nâng dạ bệ 4 tháng ngày nâng we started early on the first day dương chắp đào ngày tờ bông nâng hey, firstly we went to ngày tờ bông kế dương tờ nà dương tờ dễ dàng quá à. Have to say nó còn trẻ được sầm nề writing nhá cái dân riêng say chứ nhá have to say tới tại mình say tới hơi tới gọi là bỏ say tới ở trẻ thì ở hạt say nhé mà chứ dân chop lesson 7B 7A ấy chạm video có dân chụp như là 7B mình tỏ tiệt đấy còn mọi video đừng về về chứ dân tập phần này khé chụp như là video cái lesson 7B okay, goodbye.